Thưa quý khán giả, các loại dầu gội handmade quảng cáo có nguồn gốc tự nhiên và phương pháp truyền thống đang kinh doanh khá đa dạng trên chợ mạng. Tuy nhiên, chất lượng thì không được kiểm chứng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập sau ít phút nữa. Trước tiên, mời điểm qua một vài nội dung chính hôm nay. Nguồn gốc của nước dừa Đông Lích giá siêu rẻ bán đầy chợ mạng. Cận cảnh kho nước hoa mỹ phẩm giả được ngụy trang kín mít gắn camera theo dõi. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ dầu gội handmade tràn lan chợ mạng. Nước dừa có tác dụng giải nhiệt tốt là loại đồ uống lý tưởng dành cho mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mùa hè năm nay không bình thường khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhiều địa phương đang có lệnh giãn cách xã hội, hàng quán hạn chế bán buôn. Lúc này đồ ăn, đồ uống gia nhập chợ online và nước dừa tươi cũng không ngoại lệ. Sẽ không có gì đáng nói nếu gần đây trên chợ mạng xuất hiện những chai nước dừa có giá rẻ bất ngờ. Bên cạnh thích thú vì mua với giá hời thì nhiều khách hàng cũng lo ngại về chất lượng. Cùng với nhiều loại đồ uống khác, nước dừa trong mùa hè được săn đón nhiệt tình. Nếu lướt trên các trang chợ mạng sẽ thấy tấp nập các địa chỉ online bán loại nước dừa đóng chai này. Những chai nước dừa từ 1 lít đến 1 lít rưỡi được đóng trong chai dừa lớn với giá dao động từ 35 đến 50 ngàn đồng một chai. Hương vị chai nào cũng giống nhau, thơm ngon, ngọt nhẹ mà không gắt. Trong khi đó, giá một trái dừa xiêm nhỏ khoảng 15 đến 20 ngàn đồng mà lại ít nước. Như vậy người bán làm sao có lãi? Đồng thời, vị ngọt của mỗi trái cũng không đồng nhất. Nhưng những chai nước dừa giải khát này lại có mùi vị y như nhau. Tìm hiểu nguồn gốc của nước dừa giá rẻ trên chợ online, nhiều người bán cho biết dừa nhập ở Bến Tre và Bình Định đảm bảo hàng nguyên chất, tuyệt đối không pha thêm đường. Sở dĩ có giá rẻ như vậy là do shop kinh doanh cốt dừa và gáo dừa, còn nước dừa chỉ là sản phẩm bán phụ. Dạo trên các chợ online có hàng trăm địa chỉ đang bán loại nước dừa này. Phải chăng hiện nay cốt dừa và gáo dừa đang được ưa chuộng nên nhiều người đua nhau kinh doanh, sẵn tiện mới bán nước dừa giải khát? Có quá nhiều khuất tất trong việc kinh doanh online nước dừa giá rẻ, trong khi đây là loại nước uống trực tiếp nên người tiêu dùng cần phải cẩn trọng lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng để tránh mua phải nước dừa bị pha tạp và kém chất lượng. Sản phẩm rao bán trên mạng thì đẹp lung linh, công dụng được nổ tận trời. Nhưng trên thực tế, món hàng sau khi mua về dùng vài bữa đã hỏng hóc, chẳng như tưởng tượng, khiến cho nhiều người tiêu dùng phải một phen ấm ức vì bị lừa. Đây là câu chuyện mà rất nhiều khách hàng đã từng trải qua khi mua hàng online và dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mà ngành chức năng liên tiếp phát hiện sai phạm từ các kho hàng chuyên dành cho chợ mạng. Và mới đây là một kho hàng chứa trữ hàng chục ngàn chai nước hoa đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bị phanh phui tại thành phố Hà Nội. Kiểm đếm thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm nước hoa kèm dưỡng da, đắp mặt nạ, xịt mùi cơ thể, nước tẩy trang và các loại có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là Dior, Chanel, Gucci, Valentino, LV. Được biết các sản phẩm này chủ yếu được bán trên các nền tảng thương mại điện tử. Chủ kho không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa. Toàn bộ số hàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, hàng giả. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, số lượng chủng loại hàng hóa có dấu hiệu vi phạm rất lớn. Ngay từ khi ập vào kho, Công an thành phố Hà Nội tham gia vào đoàn kiểm tra để có thể nắm bắt vụ việc, phục vụ quá trình xử lý phía sau. Lợi dụng sự thông thoáng trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, các đối tượng buôn lậu thành lập các công ty, ban đầu nhập khẩu các lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam đăng ký trên tờ khai hải quan khai báo đúng thực tế về hàng hóa. Đến khi được hệ thống phân luồng xanh thì các đối tượng khai báo không đúng thực tế, khai sai tên hàng. Như trường hợp vừa xảy ra tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng đã phát hiện một vụ nhập lậu điện thoại thông minh và linh kiện điện tử số lượng lớn. Theo điều tra ban đầu thì doanh nghiệp đứng tên nhập hàng trên dẫn đơn là doanh nghiệp ma. Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài, cục hải quan Hà Nội kiểm tra một lô hàng nghi vấn được vận chuyển trên chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài. Lô hàng được lưu kho tại sân bay từ ngày 22 tháng 6. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan thu giữ hơn 100 điện thoại mang thương hiệu iPhone, Samsung, LG. Trong đó có một số sản phẩm mới cao cấp như Samsung Galaxy Z Fold 2. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều hàng hóa vi phạm như 100 sản phẩm chip Core i5 của máy vi tính, 5 iPad và một máy tính xách tay MacBook, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Hơn 1.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, máy hút thuốc lá, đầu lọc, pin,
không có chứng từ hợp pháp được bày bán công khai ngay phía sau vẻ ngoài của một quán cà phê bình thường trên đường Cô Giang, phường Phước Hội, thị xã La Ghi, Bình Thuận. Lực lượng quản lý thị trường xác định các sản phẩm này chủ yếu do Trung Quốc, Malaysia và Mỹ sản xuất. Chủ lô hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm và lô hàng này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đã phát hiện phương tiện xe ô tô tải đầu kéo vận chuyển hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lái xe Nguyễn Văn Tuấn xuất trình toàn bộ tờ khai hải quan từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Thành Nam Lạng Sơn, đối chiếu tờ khai và 32 mặt hàng là máy móc thiết bị tiêu dùng, nhiều sản phẩm không có nhãn phụ theo quy định. Ngành chức năng ra quyết định xử phạt hành chính công ty Thành Nam 22 triệu rưỡi về hành vi nhập khẩu hàng hóa không có nhãn phụ theo quy định. Thuốc là mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, do vậy pháp luật có những quy định rất cụ thể về hoạt động của cơ sở kinh doanh dược này. Và ngành chức năng cũng rất quan tâm trong việc thanh tra kiểm tra để tìm ra sai phạm. Tại An Giang, qua thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh dược phẩm, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế An Giang đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm tại huyện Chợ Mới. Sở Y tế An Giang đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lữ Dĩ Hưng, chủ cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu Đại Nguyên Đường, 11 triệu 500 ngàn đồng và 15 triệu đồng với bà Phòng Mỹ Giao, chủ cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu Vạn Tế Đường, đều ngụ tại huyện Chợ Mới. Hai cơ sở này đã bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành, cũng như không có biện pháp cách ly hoặc để ở một khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mức phạt bổ sung là tiêu hủy toàn bộ số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đã vi phạm. Quý khán giả thân mến, được quảng cáo là nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên, an toàn cho người sử dụng, giá lại rẻ. Gần đây, dầu gội handmade đang tiếp tục thu hút khách hàng trên các diễn đàn mạng. Với nhiều quảng cáo hết sức thần thánh, lượt tương tác mua hàng cao ngất ngưỡng, nhưng rất nhiều loại, không có cơ quan nào kiểm định được độ an toàn. Tất cả khách hàng chỉ mua với niềm tin vào lời quảng cáo của người bán. Trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, sang thương mại điện tử, nhàn nhãn các tin trao quảng cáo sản phẩm dầu gội đầu tự nấu, nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và truyền thống. Giá các loại sản phẩm từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, tùy theo thể tích và nguyên liệu kết hợp. Người mua chủ yếu tin vào những lời quảng cáo của người bán, kèm theo những feedback, phản hồi, bình luận hoặc là hình ảnh trước và sau khi sử dụng để chứng minh hiệu quả sản phẩm, nên ít nhiều chiếm được niềm tin của khách hàng. Tại một địa chỉ trên mạng xã hội, sau khi giới thiệu về công thức nguyên liệu pha chế cùng những hình ảnh thực tế, chủ shop gửi hình ảnh một lọ nhãn mát sơ sài dung tích khoảng 700ml, bên trong là chất lỏng đen xì sền sệt, bán với giá 350. Theo lời người bán, đây là sản phẩm tâm huyết của tiệm, giới thiệu có công dụng phục hồi tóc hư tổn, làm tóc mềm mượt, ngăn ngừa rụng tóc, không gây kích ứng da. Sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, hơn nữa dầu gội đầu handmade còn được quảng cáo nấu từ hỗn hợp các nguyên liệu thiên nhiên truyền thống như là giỏ bưởi, bồ kết, hương nhu, sả. Người sản xuất còn nổ là công thức cung đình của các bậc phi tần thời xưa. Hiệu quả thì chưa thấy, nhưng thực tế đã có nhiều người rước họa từ sản phẩm mang danh từng thất truyền này. Từ giờ tôi không dám dùng mỹ phẩm handmade nữa. Đây là bức xúc của chị H ở quận Thanh Xuân sau một tháng trải nghiệm sản phẩm dầu gội đầu handmade. Theo lời kể, thời gian gần đây, tóc chị rụng rất nhiều nên được một số người tư vấn tìm các loại dầu gội có nguồn gốc thiên nhiên, không sử dụng hóa chất. Sau một thời gian ngắn sử dụng, chất lượng không như quảng cáo đã đành. Trên mặt chị còn nổi rất nhiều mụn nhỏ li ti mà không rõ nguyên nhân. Trên thực tế đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị tổn thương da, da dị ứng do sử dụng các loại mỹ phẩm tự chế. Theo các chuyên gia, những sản phẩm này không hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, bởi chắc chắn sẽ có những thành phần được tổng hợp từ hóa học như chất xúc tác, hương liệu và đặc biệt là chất bảo quản. Hơn nữa, người làm ra các sản phẩm này nếu không có kiến thức thì việc chế biến đo lường chắc chắn không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tiến sĩ Huỳnh Khánh Duy, giảng viên khoa kỹ thuật hóa học trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dầu gội xét về bản chất cũng chỉ là hỗn hợp trong nước của các loại hóa chất khác nhau. Cho dù các hóa chất này có nguồn gốc từ thiên nhiên hay được tổng hợp,
mà đã là hóa chất thì luôn chịu tác động của các chất xung quanh, của môi trường xung quanh, làm chuyển hóa thành các hợp chất hóa học gây kích ứng hoặc phá hại. Dầu gội được sản xuất hoàn toàn bằng các chất có nguồn gốc từ tự nhiên thì lại càng phải được chứng minh nguồn gốc tự nhiên của các thành phần này, ít ra là để tránh sự gian lận thương mại. Bởi thông thường thì các hóa chất từ tự nhiên đắt tiền hơn là các chất tổng hợp, khó tránh trường hợp kiếm lời cao mà nhiều cơ sở kinh doanh làm một đằng, rao bán hàng một nẻo. Và thông tin này cũng đã khép lại thời gian dành cho bản tin ngày hôm nay. Huỳnh Như xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.